Thì sau đó khi Nhân chia sẻ lên thì rất là vui khi mà hôm nay quay trở lại đây đã có những sự trợ duyên để ngôi chùa có thể là được một cái phần mái như thế này. Và ngay phía trước đây chính là chánh điện của chùa Hải Sơn. Hôm nay thì Nhân thấy có rất nhiều những thay đổi. Một cái bức vách nằm ở phía sau đã được dựng nên. Như hôm bữa con ra thì mới dựng gỗ lên đang còn trơ trọi. Nhưng mà hôm nay đã lập ngói. Gồm trong thì có lập ngói chiếu, bên trong thì trên thì có lập ngói hải dương. Và đây cả nhà cũng thấy nè, quý Phật tử cũng thấy là chuông thì vẫn nằm trơ trọi như thế này. Mai mốt mình xong xuôi mình mới thỉnh lên được. Tại vì xong mình mới cầu lên được, chứ giờ cầu lên thì chưa có chùa bỏ. Trọng thì để dưới này mưa một nên là bị để lâu như mưa một cái mỏi bỏ tranh hết rồi. Nứt rồi. Như vậy tổng số tiền mà quý Mạnh Thường Quân đã trợ duyên cho việc xây dựng chùa là 238.090.000 đồng. Còn đây là toàn bộ tịnh tài của quý Mạnh Thường Quân. Thì đây là toàn bộ số tiền mặt. Và nhờ thầy thì cứ kiểm tra lại giúp con ha. Quảng Tâm trong cuộc đời rất ít khi là làm chủ, ít khi bị rơi nước mắt rồi. Nhưng mà hôm nay rất quảng đồng là một rơi nước mắt. Vì thấy tất cả mọi người xa trong cái giai đoạn dịch bệnh, ai cũng khó khăn kinh tế, nhưng mà lại đã cùng chung tay với nhân chứng để gửi đến chùa Hải Sơn. Thì thực sự thầy cảm động rất nhiều và xin cảm ơn nhân đã làm một cầu nối và đưa những cái trái tim của mọi người đến với ngôi chùa Hải Sơn, nơi vùng kinh tế mới này. Xin chào cả nhà đã đến với video tiếp theo trên Nhân Chứng Channel. Mình là Nhân và hôm nay thì Nhân đang quay trở lại một ngôi chùa mà Nhân đã chia sẻ trong một câu chuyện ở trước mùa dịch. Thì hiện tại Nhân đang có mặt tại thôn Xuân Trang thuộc xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Và đây chính là ngôi chùa Hải Sơn. Thì cả nhà cũng biết là cho đến nay thì cũng đã hơn nửa năm. Ở chính xác thì Nhân đến chùa, Nhân nhớ không lầm, lần thứ nhất là vào khoảng tháng 4. Và Nhân đã chia sẻ về tình cảnh của ngôi chùa ở nơi đây. Và sau đó thì dịch bệnh đã xảy ra. Giãn cách xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như nhiều tỉnh thành khác đã khiến là Nhân phải dừng toàn bộ những cái hoạt động tâm linh cũng như là những chương trình trợ duyên từ quý Mạnh Thường Quân cho những ngôi chùa nghèo, những ngôi chùa nhiều năm không xây dựng nổi. Thì ngôi chùa Hải Sơn này cũng là một trong số đó. Và khi Nhân chia sẻ câu chuyện về ngôi chùa đã có rất nhiều quý Mạnh Thường Quân gửi những sự ủng hộ về. Tuy nhiên thì Nhân đã không có đi được và Nhân cũng đã có thông báo rất cụ thể từ những video và những bài đăng ở trên kênh. Bây giờ để cho mọi người hiểu rõ hơn về cái ngôi chùa này, Nhân sẽ chia sẻ lại một cái phần video từ cái lần quay trước đó của Nhân. Thì vào ngày 16 tháng 9 âm lịch thì cái bão lịch sử 2017 thì vào thì ngồi sập một cái ngôi chánh điện cấp 4 và một ngôi nhà thay ở. Với cái khu này đều bị sập hết luôn. Ngôi chánh điện sập trước, đến ngôi nhà thầy ở bị sập sau. Sập sau thì một cái đá hắn rớt xuống, nhưng mà ngay sau lưng của thầy chứ hắn trúng đầu. Thì lúc đó lên đất bỏ chạy ra ngoài. Và được ba thờ nên là cần phải mình phải thầy trò phải ra phù về thờ. Dạ dạ. Còn ở đây thì địa phương thì dân họ đi làm xa hết, đàn ông đi làm xa hết nên cái người phụ họ nên thầy trò trong nhà tự ra phù về thờ luôn. Cái nắng ở vùng núi này rất là kinh khủng. Khắc nghiệt lắm, mà gỗ mà cứ lộ thiên như vậy hoài thì sẽ bị hư hỏng nè. Cái này là bị rạn luôn nè đúng không thầy? Hả? Bị rạn luôn đó. Làm xong thì phải có ngói lợp lên liền. Chứ còn lợp lên thì nặng lâu thì làm gỗ bên đất sau nên rất là khó xử lý. Người dân kinh tế họ khổ quá thì làm sao mà chùa phát triển được. Nên là từ kiểu đó là mình cũng phải lăn lộn với họ. Cũng chia sẻ với họ nữa. Hoàn thành một ngôi chùa ở đây để có cái đời sống tu tập và món ăn tinh thần cho bà con. Vì mái chùa che chở hồn dân tộc mà đẹp sống một đời của tổ tông, nên nơi nào có ngôi chùa thì có tiếng chuông, có lời kinh tiền kệ thì cũng làm cho thức tỉnh cho tất cả mọi người. Thì trong lần quay trở lại này sau nhiều tháng thì cả nhà cũng thấy đây chính là cái phần mái chùa. Khi nãy trong cái video mà Nhân vừa chia sẻ đó thì cả nhà cũng thấy là trong những ngày tháng trước ngôi chùa chỉ có một cái phần khung gỗ
với những cái cây cột gỗ, và ở phía bên trên thì cũng được một cái sườn bằng gỗ. Tuy nhiên qua nhiều năm khi mà nhà chùa không thể xây dựng được á, thì cái nắng mưa ở rất là khắc nghiệt ở vùng này á, đã làm cho những cây cột gỗ đó có phần bị xuống cấp và nứt gỗ hết. Đáng lẽ mình sẽ vào phía này nhưng mà do là hiện tại đang trời mưa, đang khá là lầy lội, cho nên Nhân sẽ đi vòng ở phía bên kia. Nhân sẽ đi vào ở phía bên kia để cho cả nhà cùng xem là hôm nay nhà chùa đã có những cái sự thay đổi gì. Thì đây chính là một cái con đường dẫn lên phía những cái nhà khách của chùa. Một cái con đường cục và ở phía trên đó là núi. Ở nơi đây thì thời tiết rất là khắc nghiệt. Hôm nay mới là nắng, còn suốt một tuần lễ vừa qua Nhân được thầy cho biết là nơi đây mưa. Và bà con ở nơi đây thì kinh tế rất là khó khăn, bởi vì trồng trọt cũng khó mà lao động thì không có được khá như là những cái vùng khác. Cũng vì cái lý do đó mà kể từ năm 2017, khi mà một cái cơn bão quét qua cái vùng này á, thì đã khiến cho cái mái chùa nơi đây bị sập. Và kinh tế bà con nơi đây khó khăn, Phật tử không có, ngôi chùa nằm ở trên một cái đồi núi cao như thế này, ít người biết đến. Vì vậy mà trong nhiều năm, kể từ năm 2017, nhà chùa vẫn không thể là xây dựng lại được. Cho đến hôm nay thì Nhân quay trở lại đây, thấy nhà chùa có những tiến triển thì thực sự là bản thân rất là vui, rất là hoan hỷ. Bây giờ mình sẽ vào bằng đường này ha. Bây giờ Nhân sẽ xuống dưới phần chánh điện đang xây dựng ở dưới kia bằng con đường ở đây, nó đỡ bị lầy hơn. Và hôm nay Nhân đến đây thì Nhân thấy là có thêm một cái công trình phụ ở phía này. Ở đây có lẽ là cái phần nhà khách hả chú? Đúng không chú? Dạ. Tức là để cho những Phật tử hoặc là quý tăng ni có thể đến đây và ở trong những nhà khách này. Ở phía này là phần chánh điện tạm, mà trong video trước Nhân cũng có chia sẻ. Thì đây là một chánh điện dựng như là một cái nhà tiền chế thôi. Và hiện tại thì đang tu tập ở nơi này. Còn bước xuống này thì sẽ là phần chánh điện, nơi mà mọi người đang cùng chung tay để xây dựng lại sau cái cơn bão năm xưa. Nhân thấy thầy có đào một cái con nước ở đây, chắc là để thoát nước. Đó, cả nhà cũng thấy là lầy lội như thế này nè, cho nên là khi nãy đi đường vào bên kia lầy hơn nữa. Và ngay phía trước đây chính là chánh điện của chùa Hải Sơn. Hôm nay thì Nhân thấy có rất nhiều những thay đổi. Một cái bức vách nằm ở phía sau đã được dựng nên, và đã có thêm những cột bê tông kiên cố và một cái phần nền móng cũng đang được xây dựng. Nhân nghĩ thì thầy cũng đang ở phía này. Dạ, đúng rồi. Thầy Thích Quảng Tâm là trụ trì của ngôi chùa, thì lần trước cũng tự tay khiêng gỗ để làm lại mái chùa. Bây giờ thì Nhân thấy thầy cũng đang làm việc ở phía này. Dạ, mô Phật, con thưa thầy. Dạ. Dạ. Đây là mình làm nền hả thầy? Đây, dâm đã để chuẩn bị đâm lên. Dạ. Thôi chắc mình nghỉ tay tí xíu ha. Dạ, hôm nay con cũng ghé qua con viếng thăm lại chùa mình. Dạ. Chắc thầy có thể để búa rồi vô mình trò chuyện tí ha. Con xin phép thầy tí ha. Dạ, mô Phật. Dạ. Thì hôm nay con quay trở lại đây á, nãy giờ con đi một vòng ở ngoài thì con thấy là đã có rất nhiều sự thay đổi. Thì rất là vui đúng không thầy? Dạ. Trong mùa dịch vừa qua thì tình hình ở chùa mình là như thế nào rồi thầy? Mô Phật thì trong tình hình dịch vừa qua thì ở đây của chị thì 16 hơn 2 tháng. Tuy nhiên ở Sơn Sơn này thì ca nhiễm có. Thì có F1 thôi, nhưng mà vì tình hình chung nên phải giãn cách toàn huyện, nên chùa cũng có sinh hoạt và Phật tử thêm qua lui tới. Tuy nhiên riêng chúng thường trụ của người xuất gia tại chùa thì vẫn giữ thời khóa tu học. Mà thời khóa tu học rất là nghiêm mật hơn những ngày thường. Ví dụ ngày thường thì một ngày đến 4 thời, nhưng mà hôm bữa dịch Covid thì thầy trò tu tập ngày đến 8 thời được. Yeah. Từ khuya 4 giờ cho đến 10 giờ đêm. Ngoài cái lạy Phật sám hối, các bộ kinh Đại Bát Niết Bàn một chữ một lạy. Sau đó hành trì trì đại bi, rồi tụng Pháp Hoa, rồi có những khóa lệ.
Thì tuy nhiên cũng nhờ cái sự gia duyên của mọi người, trong đó có con được giới thiệu tất cả mọi người trên khắp mọi miền đất nước cũng như trên các nước, nên mọi người cũng đã chung tay góp sức hướng tâm về chùa Hải Sơn. Nên trong những cái tháng dịch chỉ thị 16 thì chùa Hải Sơn cũng là rai rai, cũng nuôi thêm 5 thợ và các thầy đệ tử nữa, ngày nào cũng vẫn công trình hoạt động, vẫn tiến triển đến nhiều công trình mới có sự đổi mới như thế này. Trước tiên thì thầy xin cảm ơn nhân chứng rất nhiều đã làm cầu nối cho tất cả tăng ni, Phật tử, các mạnh thường quân gần xa trong nước cũng như ngoài nước đồng hướng tâm về với ngôi chùa Hải Sơn nơi vùng kinh tế mới này, để góp viên gạch, viên đá, bao xi măng để chùa Hải Sơn ngày một phát triển. Và bây giờ tình hình đến giai đoạn là cuối năm nên là giai đoạn rút á, thì còn làm nền này, rồi làm cửa này, làm tường và làm thượng ngọn. Đó là cái công trình của chùa Hải Sơn ngày một cải thiện, là trong đó có nhờ nhân chứng làm cầu nối cho tất cả mọi người trên khắp mọi miền đường đến. Con quay trở lại đây, con đi vòng ngoài thôi là con đã rất là hoan hỷ trong lòng rồi. Bởi vì một cái sự thay đổi con nghĩ là rất là cần thiết và rất là đáng quý, cũng là nhờ tấm lòng của mọi người. Thì chúng ta ngược thời gian một chút, chúng ta quay lại những cái năm tháng cũ á, thì thông qua những bức hình mà thầy cho con coi đó, với lại là cách đây hơn nửa năm con đến đây, con nhớ không lầm chắc khoảng tháng 4 á, thì bão, cái cơn bão năm 2017 đúng không thầy? Đúng rồi. Là đã quét qua và sập. Con vẫn còn nhớ hoài một cái kỷ niệm mà thầy kể cho con, một cái lần mà thầy cũng hốt hoảng luôn, là một cái cây đà ở trên á, là nó rơi ngay sau lưng của thầy, đúng không? Đúng rồi. Dạ. Và lúc đó thì thầy rồi chúng đệ tử này kia là tụng kinh á, là phải ở phía ngoài trời, ở thì phải ở nhờ nhà dân. Dạ, bởi vì mái chùa đã sập hoàn toàn rồi, đúng không thầy? Đúng rồi. Những cái ngày tháng đó thì rất là khó khăn. Rồi, mô Phật. Dạ. Thì hôm nay con quay lại đây thì thầy có thể chia sẻ giúp mọi người là hôm nay mình đã hoàn thiện được thêm những cái phần nào rồi nữa hả thầy? À, như hôm bữa con ra thì mở giường gỗ lên đang còn trơ trọi, nhưng mà hôm nay đã lập ngói. Gồm trong thì có lập ngói chiếu bên trong, thì trên thì có lập ngói Hải Dương. Dạ, ngói âm dương đó đúng không? Ngói âm dương, ngói là ngói chống móc, chống gói chống 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 âm chống rống. Dạ. Chống chống bay mau á. Thì tình ngói cũng hết 300 mấy triệu, nhưng cũng được các mạnh thường quân gần xa hướng về nên cũng đã mua ngói và lợp được, vừa khỏi che mưa che nắng là khỏi hư gỗ. Dạ. Và điều thứ hai nữa là xây được vách tường về sau để làm bình phong. Còn hai mặt này thì phía dưới thì mình làm kính, còn phía trên thì mình làm gỗ và có cửa. Thì giờ cũng đặt đặt thợ làm rồi. Khoảng đầu tháng 12 họ sẽ vào rập cửa và họ làm cái khung trên. Và giờ mình đang dưới đâm nền. Con nhớ trong nhiều năm khi mà chùa không thể xây dựng nổi á thầy, thì những cái cây cột này nó cũng muốn hư hỏng. Bởi vì mưa nắng ở đây rất là khắc nghiệt. Như ví dụ như ở đây là nó cũng đã nứt dài lên đến trên rồi, đúng không? Và mấy cái này mình cũng không có khắc phục được. Nhưng mà thực sự thì chắc cũng bề mặt thôi ha. Bề mặt này mai cũng... một sẽ khắc phục, mai một họ sẽ thờ, họ sẽ có cách họ dùng keo trịt lại và họ xịt bêu bên ngoài thì mình sẽ khắc phục được. Do là phơi mưa, phơi nắng nhiều quá. Phơi mưa nắng là nhiều tháng, nhiều năm quá. Dạ. Hôm nay thì con thấy là có thêm những cái cây cột xi măng, cột kiên cố ở phía ngoài đúng không thầy? Đúng rồi. Dạ. Cột phía ngoài để chống mưa, chống nắng. Chứ nếu mà gỗ mà làm phía ngoài thì mưa nắng là hư. Hiện tại chú thợ này là đang làm nền. Nền. Dạ. Thợ do ngày hôm qua mưa to thì nên thợ cũng nghỉ bớt vài người. Giờ hiện tại hôm nay có 3 thợ, một thợ làm nên, còn hai trên kia là đang làm cái nhà khách, là nhà nuôi chủng tắng lên đó, gọi là nhà tắng. Thực sự thì trong cái mùa dịch bệnh á, con thì ở Sài Gòn và ở trong đó thì gần như là một cái vùng dịch mà nặng nhất từ trước đến nay ở nước mình luôn. Cho nên là cho đến hôm nay thì con mới đến đây viếng chùa mình được. Trong thời gian đó con cũng có thông báo với thầy. Thì thực sự con chỉ sợ là quý mạnh thường quân, quý Phật tử á, cũng có những cái sự hiểu lầm tại sao mà đã trao gửi cho con mà lâu quá con không đến.
Đặc biệt thì ở những ngôi chùa khác con cũng đã có bị cái sự đó, và mọi người phiền não rất là nhiều. Mặc dù con đã cố con giải thích và con đăng tải, con chia sẻ là tình hình dịch bệnh ở Việt Nam đang như vậy đó, nhưng mà cũng có nhiều quý Phật tử không hiểu. Cho nên là con cũng trong thời gian qua con cũng rất là thực sự là nôn. Dạ nôn, hoàn thành cái trách nhiệm của mình. Dạ. Cho nên hôm nay quay trở lại đây mà nhìn thấy như vậy nữa thì con rất là mừng. Dạ. Thì thực sự nói thiệt với Nhân thì còn tâm cũng rất là biết ơn Nhân rất nhiều đã tạo cầu nối cho tất cả mọi người hướng đến với chùa, với thầy. Tuy nhiên vì cái dịch bệnh chung không phải cá nhân riêng của Nhân đâu. Vì giờ thì máy bay không có chuyến bay, xe tàu không có đi thì làm sao mà ra được. Và thứ hai là nếu mà còn ra đây thì cũng cách ly, cũng có thể người ta không thể cho hòa nhập với đến được với chùa được. Yeah. Từ đó là thầy rất hiểu. Thì thầy cũng mong rằng là Phật tử và các mạnh thường quân gần xa cũng nên hiểu cái tình hình chung của đại dịch trên khắp thế giới, và Sài Gòn là cái vùng đại bùng dịch vừa rồi nên là nhân chứng không ra được với chùa, chứ trong lòng cũng rất là khó chịu trong lòng. Yeah. Và có nhiều lần điện cho Quảng Tâm rằng là mong thầy hoan hỷ và là có mạnh thường quân nào gọi về thì nhờ thầy nói. Nhưng mà thực sự Quảng Tâm là người rất hiểu và rất thương nhân chứng, vì một người đi làm Phật sự mà đã hy sinh cho cái công việc của mình mà rồi lại nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến cái tai tiếng. Và từ cái đó là Quảng Tâm rất là hiểu cái những người đi làm cái việc như thế này, vì Quảng Tâm đã từng nhiều năm đi làm việc từ thiện rất là khổ, rất là cực, nhưng mà cũng có những người họ suy nghĩ về trái chiều một chút, nên từ cái đó là Quảng Tâm rất hiểu. Và trong đó là mong rằng các mạnh thường quân cũng thông cảm với nhân chứng vì tình hình đại dịch, chứ không phải vì nhân chứng là chậm trễ đâu. Yeah. Ha, A Di Đà Phật. Dạ, thì hôm nay vừa ổn thì con cũng sắp xếp để con ra đây liền. Quãng đường đi cũng rất là xa, từ Sài Gòn ra đây cũng mấy trăm cây số. Thì hôm nay con quay trở lại đây, con cũng sẽ có một cái danh sách và con sẽ trao ghi. Sau đó thì chiều hôm nay mình sẽ tổ chức là mình phóng sanh hồi hướng công đức, đúng không thầy? Đúng rồi. Dạ, mình phóng sanh ở gần đây đúng không? Dạ đúng rồi. Chiều nay mình sẽ làm lễ phóng sanh. Dạ. Để hồi hướng công đức cho các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho nhân chứng xuống các ngôi chùa nói chung và riêng chùa Hà Sơn nói riêng. Dạ. Và cũng như hồi hướng cầu siêu cho các nạn nhân chết vì đại dịch Covid, trong đó có nhiều bệnh nhân của người nhà mình thường quân hướng tâm về chùa. Dạ. Và tối nay thì sẽ có chương trình đốt nến tri ân và đốt nến cầu nguyện cho những người chết vì đại dịch Covid hoặc những người chết vì tai nạn giao thông chẳng hạn, gọi là đốt nến tri ân cầu cho âm siêu dương thới, cầu cho đại dịch Covid 19 sớm qua đi để cuộc sống người dân được yên bình hơn. Dạ. Trong đó có chùa được sinh hoạt một cách thoải mái hơn. Dạ. Như vậy thì con sẽ tiếp tục chia sẻ về cái những cái buổi lễ này vào những cái video sau. Ừ. Hôm nay thì con đến đây con thấy là mình hoàn thiện được cũng khoảng chắc khoảng 50% đi ha. Ừ. Còn 50% còn lại thì như thầy nói là mình sẽ làm những cái bức vách gỗ nè, rồi làm cửa, đúng không? Và đúng sau đó mình làm nền ở đây nữa. Dạ. Ngoài ra thì việc thỉnh tượng hay là đúc chuông rồi thì những cái đó mình sẽ làm sau cùng hả thầy? Đúng rồi. Yeah. Giờ ở đây thì còn cái phần thực sự lúc đầu Quảng Tâm nghĩ một cách đơn giản, nghĩ chắc làm cái chùa gì là mua gỗ rồi công thợ làm là nói xong. Nhưng mà thực sự cái này chỉ là mặt ngoài thôi, thì mặt bên trong thì mình nặng. Mà bên trong giờ là vấn đề trạng nên, vì nên đây là đất không có đáy nên là đất là nhạo. Mùa nắng thì khá cứng mà mùa mưa thì rất là nhạo. Từ cái đó ở đây là nên giờ mình không chỉ đắp thường mà mình phải đúc đổ bê tông lên. Yeah. Mà sự đổ bê tông thì phải rất là sự tốn kém rất nhiều. Và thứ hai nữa, ở đây mình đã làm chùa gỗ thì cho nhân, thì bên quên giờ mình cũng nếu vách trước và cửa thì mình cũng phải làm gỗ, rồi phía sau thì mình làm xây gạch, và phía dưới nếu mình muốn làm cho sáng thì làm kính cường lực, thì cái chi phí cũng rất là nhiều. Rồi còn vấn đề và tường rồi chuông rồi trống, cái trống thì giờ nó bão cũng mưa nó bị hư rồi. Nên giờ còn có nhiều cái rồi bên trong, rồi phải án thơ, khi có tường phải có án thơ, mà án thơ là Phật rồi Quan Âm rồi Địa Tạng tiêu diệt hộ pháp thì cũng nắm cái án thơ cũng được. Rồi án thơ lính thờ tổ nữa, rất là nhiều cái sự mà bên trong nó tốn kém nhiều hơn cái ngôi chuông với tường. Nhưng mà lúc đầu mình chưa bao giờ xây chùa nên mình nghĩ chắc chỉ là lo cái phần gỗ và tiền công là xong, nhưng không. Yeah. Khi mình làm chùa cái phát sinh nó rất là lớn.
Thực sự khi con đến đây thì con cảm giác nha, khi mà con từ ở dưới đường quốc lộ lớn con đi lên trên vùng đồi núi của mình trên đây, con thấy rất là bình yên. Và một cái mái chùa mà nằm ở một cái nơi như thế này thì nó con cảm giác nó rất là tâm linh, và nó cho mọi người một cái cảm giác bình yên nè, thư thái nè. Và khi Phật tử quý bà con đến đây để mà tu tập thì cũng có một cái sự nhẹ nhàng ở trong tâm của mình. Cho nên là cái mái chùa mà mình hoàn thành càng sớm thì bà con lại càng tốt cho bà con có một nơi tu tập, thậm chí là một nơi để mà mọi người đến đây không chỉ là tụng kinh bái sám mà còn là một nơi để mà những cái sự kiện, ví dụ như là mình có thể chăm lo cho đời sống của bà con dân tộc ở nơi đây, bà con nghèo ở nơi đây đến đây để nhận quà nè, đến đây để mình có những cái hoạt động nào đó, đúng không thầy? Mô Phật thì thực sự thì như trong đại dịch vừa rồi thì cái vùng kinh tế mới thì người dân họ chỉ ở trong cái vùng này họ không có công việc gì hết, thế là chùa thì ngoài cái vấn đề xây dựng ra rồi cũng phải chăm lo cho người dân nữa. Yeah. Gạo với mì gọi là làm gọi là siêu thị không đồng, là gạo với mì về các nhu yếu phẩm thì đến đi trước hiên nhà sẵn vậy, ai đói thì cứ đến lấy ăn. Rồi vào đầu năm thì có những con em mà học online á, cần phải phương tiện để học, mà nhiều nhà nghèo họ đâu có tiền để mua cái điện thoại smartphone để cho con mình học, vì phải đi tài trợ cho những con em không có điều kiện học. Nếu không có cái điều kiện học thì họ phải nghỉ học, nên từ chỗ đó là cũng nhờ là ơn trên và như nhờ cũng trong những cái tháng dịch á, cách ly nên dành thời gian về tu tập nhiều hơn, rồi nhất là lại sầm hối mà thầy trò lại có thể ngay bán ăn lại luôn, lại mà cái lại kinh niết bàn đại bản niết bàn mà 1 triệu một lại, mà lại có những ngày tạm thời như vậy, nên thầy trò mà lại mà ngồi mà điểm ra thì ngay phải 3 ngàn lại. Nhờ vậy nên cũng được hộ hộ pháp long thiên, rồi thiền thần gia hộ âm linh cô hồn che chở, nên cũng có tiền để mà giúp dân, rồi có tiền mà làm lại ra nuôi 5 ông thờ, là một tháng là phải 50-60 triệu tiền thờ. Nhưng mà cứ làm mấy tháng dịch mà thờ vẫn làm đều đến bây giờ, không là không bị thờ nghĩa chứ. Rủi thì nó luôn có cái may, trong cái nguy nó có cơ, đúng không này, trong cơ bên này bên nhớ câu là của hòa thượng Tịnh Không nói rằng là chúng ta sống trong thế giới biết ơn. Cũng cảm ơn Covid để rồi chúng ta mà có cơ hội trở về với chính mình và tu tập nhiều hơn. Chứ nếu ngày thường không dịp thì mình lo đi hướng ngoài, phải lo cầu an, cầu siêu cho Phật tử, rồi lo đi đủ gì việc. Nhưng mà nhờ dịch nên thầy trò chỉ thị 16 đó, nên thầy trò là ở lại dồn hết tâm tư, dồn hết cái sức lực để công phu tu tập. Nên từ chỗ đó mà cũng được ơn trên thiền thần gia hộ, nên mọi người ở xa thì cũng là gọi là không có gió, như không có nhiều, nhưng mà cũng lai rai bằng cái mồ hôi nước mắt của quý vị, bằng cái nhìn ăn nhìn uống của quý vị để cùng gửi về chùa Hải Sơn để cùng quan tâm hoàn thành cái tâm nguyện là phụng trừ đạo pháp, rồi lo giúp dân để chống dịch, nên người dân ở đây rất là an tâm, rồi phải đi xây nhà tình thương cho mọi người dân khổ. Vậy thì cái dịch thì nó nguy hiểm, nó buồn thiệt, nhưng mà trong đó nó làm cho mình gần nhau hơn, nó làm cho mình sống chậm lại và mình tĩnh tâm hơn. Mình nhìn lại mọi thứ, nhìn lại nhiều thứ. Mà thứ hai nữa là mình được đến khi dịch á, mình mới đến không phát qua tập trung được, mình mới đến từng nhà dân, mình mới thấu hiểu được cái nỗi khổ cơ cực của họ và hiểu được cái hoàn cảnh của họ. Mình cảm thấy thương nhau nhiều hơn và đùm bọc nhau nhiều hơn. Ở phía bên này á, thì vẫn còn một cái vết tích cũ của cái nền chùa năm xưa ha thầy. Thì hiện tại chuông cũng như là tượng Đức Bổn Sư vẫn còn nằm ở phía bên này, đúng không thầy? Đúng rồi. Hôm trước con thấy có nhiều tượng lắm, nhưng mà hôm nay thì thầy đã thỉnh lên trên bớt chưa hả thầy? Qua năm địa tàng thì thỉnh lên rồi. Dạ. Còn tượng Bổn Sư thì lớn thì đợi chùa xong mới cầu lên. Dạ. Đây, bên này thì giờ giống như là mình để một cái kho, mình để những cái vật liệu, đúng không thầy? Đúng rồi. Và đây cả nhà cũng thấy nè, quý Phật tử cũng thấy là chuông thì giờ vẫn nằm trơ trọi như thế này. Mai mốt mình xong xuôi mình mới thỉnh lên được. Tại vì xong mình mới cầu lên được, cho giờ cầu lên thì chưa có chủ bọ. Dạ. Rồi trống. Trống thì để dưới này mưa múc nên là bị hư rồi. Giờ đánh bị để lâu như mưa múc cái mỏi bọt ăn hết rồi. Nước rồi. Và ở phía này thì con thấy là tượng Đức Bổn Sư, tượng Quan Âm hả thầy? Quan Âm thì, đây chính là Quan Âm Lộ Thiên, thầy chưa ở đây cái sân đó. Thế khi bão sập rồi mình che mái tôn nên mình che ra cái, thầy che đây là cái sân Lộ Thiên này, còn cái chánh điện là ở chỗ đó. Dạ.
rồi thầy vẫn còn phải bao bọc bằng vải lại như thế này. Ừ. Chứ giờ mình phải không thơ thì mình phải phủ vải là coi như là tạm, mình tạm gọi là để yên. Dạ. Chứ mà mình để không mà phủ vải lại thì để thì cũng mang tội, không phải lấy. Dạ thì hôm nay con cũng xin được công khai danh sách của quý mạnh thường quân, quý Phật tử đã ủng hộ vào chương trình mình xây dựng lại ngôi Tam Bảo, xây dựng lại ngôi chánh điện ở chùa Hải Sơn, Khánh Hòa. Đây là lần thứ hai con đến đây và là lần thứ hai con trao duyên, vậy con xin được phép đọc đó thầy. Dạ, thì có Ngô Thị Huyền Nga 500.000, Anh và Chính 100.000, chị Khánh Viên Nguyễn pháp danh Huệ Tường 100 euro gửi qua PayPal, bác Lâm Thành Sử sinh năm 1940, Lâm Thị Đoan 1945 10 triệu đồng, Bình Quận 12 200.000, Nguyễn Thị Kim Thoa Tây Ninh 59 tuổi 200.000, Phạm Hùng 500.000, Bình Cớt 450.000, Mạnh Thuân giấu tên 10 triệu, Diệu Pháp Thủ Đức 200, bé Sunny 500, bà Phạm Thị Kim Em 1 triệu, vợ chồng Lê Xuân Bảo Trần Thị Miến 400, cô Thanh Mai 500, Hồng Phước 1 triệu, Ngọc Bích 500, Phượng 500, chị Mai Trần Washington 300 đô Mỹ, Mạnh Thuân giấu tên Đắk Lắk 3 triệu, cô Mỹ Minh Cali 190 đô Mỹ, Lê Thân Mỹ Kiều 300, Mạnh Thuân giấu tên 100, gia đình Phật tử Tống Thị Vân pháp danh Diệu Hương 1 triệu, cô Phượng Võ 600 đô Mỹ, Mạnh Thuân giấu tên 1 triệu, chị Trang Nguyễn 200 đô Mỹ, cô Huệ Đăng 100 đô Mỹ. Mạnh Thuân giấu tên 150.000, Mạnh Thuân giấu tên khác 500, Mạnh Thuân giấu tên 200, vợ chồng Trung Tuyền 10 triệu, Châu Thị Thấn, Trần Mậu Tông, Nguyên Diệp, Demis Phạm, Elliot Phạm, Vicky Phan, Blinola Hồ, Allen Hồ, Dalia Phạm, tổng cộng thì gửi là 22 triệu và có chú thích là làm mái chùa. Gia đình chị Desitat Jordan Biên 100 đô Mỹ gửi qua PayPal, pháp danh Ngọc Thơ 100 đô Mỹ, Nguyễn Thị Hoàng Oanh 500.000, Thái Quang Hoa 500.000, gia đình Phật tử ở Mỹ Tho 1 triệu, tập thể anh chị Hưng Phong, hai cháu Diêu Gia Bảo, Diêu Bảo Trân ở North Carolina, nhân cũng không biết đọc như thế nào, ủng hộ là 5.900.000, Trần Thị Mỹ 500.000, Hoa Lê 1.340.000, tập thể bạn học Minh Đức 1.300.000, Phan Nhật Nam 1 triệu, Mạnh Thuân giấu tên 500 đô Mỹ, Đỗ Thanh Tuấn 30.000, chị Lan Pháp 2.700.000, Cao Thị Yến 100, Tạ Ngọc Châu 50 đô Mỹ, Tạ Thị Lan 100 đô Mỹ, Quang Nhơn 20 đô Mỹ, Phe Men Khen 30 đô, Tiêu Kim Hậu 100 đô, tổng cộng là 300 đô Mỹ, Trương Anh Quang 200.000, pháp danh Tâm Hương 100 đô Mỹ, Nani Trương 2 triệu, Phan Khả Phong 200, cô Nguyễn Thị Bảy, Phan Thiết, Na Uy 50 triệu có kèm theo danh sách cầu an cầu siêu, chị Nguyễn Thị Năm, Phan Thiết, Na Uy 5 triệu có kèm theo danh sách cầu an cầu siêu, Phật tử Nguyễn Thị Thủy ở Mỹ 500, gia đình bé Lưu Hà Anh pháp danh Diệu Vân 500, Phạm Thị Từ pháp danh Tâm Thuần 500, cô Kim Lý ở Mỹ 100 đô Mỹ, Trần Thị Thương 200.000, cô Mỹ Nguyệt ở Úc 1.500.000 có kèm theo danh sách cầu an cầu siêu, cô Thạch Loan và anh Đức 3 triệu, Lê Khắc Sinh 5 triệu, cô Nguyễn Thị Quế 2 triệu, Nguyễn Thị Ngọc Sang 2.450.000, Nguyễn Tiến Dũng Nam Định 300.000, anh Toàn Nguyễn, chị Phương Tuệ ở Mỹ 500 đô Mỹ, Phạm Quốc Dũng, chú gửi trong thời gian vừa qua thì gửi đến 3 lần, mỗi lần 500.000, tổng cộng là 1.500.000 và cũng có kèm theo danh sách cầu an cầu siêu. Và cuối cùng là chị Nga ở Thụy Sĩ 1 triệu, Đặng Vinh Chiếu 500.000, Mạnh Thuân giấu tên 300.000, Michael Phạm 50 đô Mỹ, gửi qua PayPal, Triệu Thi 7 triệu, cô Bùi Hoàng Tùng Liên 200.000 và có hồi hướng công đức cho Lê Kim Quang. Những cái mà nhân có chú thích là gửi qua PayPal thì bởi vì mọi người gửi qua cái phương tiện này á, thì nó cái phí chuyển đổi tỷ giá đô á, nó hơi thấp và khi rút ra cũng phải tốn tiền phí để rút nữa, cho nên nhân có chú thích rõ để mọi người hiểu. Thì ngoài ra danh sách cầu an cầu siêu hả thầy? Danh sách cầu an cầu siêu thì con cũng đã có in rõ ở đây. Thì để đỡ mất thời gian thì nhân cũng sẽ không có đọc. Thì có gia chủ Nguyễn Thị Bảy cũng đã có nhờ cầu an cầu siêu đây. Và chị Năm cũng có nhờ cầu an cầu siêu. Và Phạm Quốc Dũng, chú Phạm Quốc Dũng thì cũng có ở đây. Nhân đã có ghi rất là rõ rồi. Ở phía bên này thì cũng có một số khác. Như khi nãy nhân có chú thích đó. Thì mọi người có viết ra và nhân cũng có in rõ như thế này luôn để nhờ thầy là sẽ cầu an cầu siêu. Rồi, như vậy thì con xin như vậy tổng số tiền mà quý Mạnh Thường Quân đã trợ duyên cho việc xây dựng chùa là 238 triệu
90.000 đồng. Đây là tổng số tiền và tính đến hôm nay. Hôm nay là ngày ngày 2 hả thầy? Hôm nay là ngày 2 tháng 12. Nhân xin nhắc lại rõ nha, đây là tổng số tiền tính đến sáng hôm nay, sáng ngày 2 tháng 12 năm 2021. Để nếu như mà quý mạnh thường quân, quý Phật tử mà có gửi sau ngày hôm nay đó, thì cái video này Nhân đăng tải trễ thì mọi người lại hiểu lầm là tại sao Nhân lại không đưa vào đây. Thì hôm nay Nhân xin chốt ở ngày 2 tháng 12. Tất cả những số tiền sau đó sẽ là một chuyến đi sau này con quay trở lại nếu như có đủ duyên. Dạ, thì trước tiên đây là danh sách. Dạ, rồi. Còn đây là toàn bộ tịnh tài của quý mạnh thường quân. Thì đây là toàn bộ số tiền mặt và nhờ thầy thì cứ kiểm tra lại giúp con ha. Dạ. Chắc đủ không sao đâu. Dạ. Con làm việc chùa mà. Thì dạ. Người mà khi mà làm việc như thế này là trước tiên phải có cái tâm ha. Mà nhân mà đã có tâm rồi mà có nhân là nhân nghĩa nữa. Thường thường thấy hay có cái bài hát này. Nghĩa nhân là đạo con người, nghĩa nhân không có thì người cũng không, làm người phải biết tổ tông. Thì hôm nay mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông thì chính là cùng hợp với cái những cái bài hát mà thầy hay đi sinh hoạt từ thiện thầy hát. Thì hôm nay thực sự một cái số tiền này đối với quá lớn từ xưa đến giờ. Thực sự rất là cảm động, từ xưa đến giờ thầy Tâm chưa bao giờ có ai mà cũng một số tiền mà lên đến trên trăm như thế này. Cứ góp gió thành bão thôi. Nhưng hôm nay thực sự lần đầu tiên mà nhận được số tiền này, đáng là mừng nhưng mà Quảng Tâm rất là cảm động. Và phải nói Quảng Tâm trong cuộc đời rất ít khi là làm chủ, ít khi bị rơi nước mắt là, nhưng mà hôm nay rất cảm động là muốn rơi nước mắt vì thấy tất cả mọi người xa trong cái giai đoạn dịch bệnh, ai cũng khó khăn kinh tế nhưng mà lại đã cùng chung tay với nhân chứng để gửi đến chùa Hải Sơn, thì thực sự thầy cảm động rất nhiều. Và xin cảm ơn nhân đã làm một cầu nối và đưa những cái trái tim của mọi người đến với ngôi chùa Hải Sơn, nơi vùng kinh tế mới này. Và điều đặc biệt là thực sự cái dịch bệnh khó khăn lâu ở Sài Gòn nên nhân chứng ra hơi trễ, nhưng mà cũng làm tròn cái bổn phận của mình là một người cầu nối mang đến cho ngôi chùa Hải Sơn. Và trong đó Quảng Tâm đã thay thế cho ngôi chùa. Đây là số tiền nên thực sự nói thì mừng nhưng mà lo. Lo vì sao? Làm cho Quảng Tâm một cái trọng trách rất là lớn. Và làm sao là cái số tiền này là tất cả của mồ hôi, nước mắt của một đồng công một lượng đã un đúc và góp nhặt những chiếc lá rơi để tạo thành một đống lá như thế này, là tạo thành đem những cái một cái đống lá này làm một cái đống rác để chăm bón, làm cho cái hương hoa của tâm linh, hương hoa của ngôi phạm vụ chùa Hải Sơn này đem đến cái sự tu học cho tất cả mọi người nơi vùng kinh tế mới này nương tựa và tất cả mọi người hướng đến. Thực sự không phải số tiền 300 triệu này là mọi người là tin tưởng và gửi qua nhân chứng. Tuy nhiên nhân chứng đã làm việc rất là công tâm và rất là rõ ràng và đã đưa số điện thoại và địa chỉ và tên của thầy, nên cũng có nhiều người ở Canada này, ở Mỹ, ở Úc, ở Na Uy và ở châu Âu cũng đã gửi trực tiếp về Quảng Tâm để Quảng Tâm hoạt động trong thời gian vừa qua. Thực sự thời gian vừa qua nếu mà không có nhân chứng để làm cầu nối thì chắc chắn thầy cùng mấy thằng dịch cũng làm được. Nhưng mà có những người đã trực tiếp liên hệ với Quảng Tâm và đã gửi chuyển khoản hoặc là gửi trực tiếp về cho Quảng Tâm. Quảng Tâm cũng đã nhận và Quảng Tâm cũng đã có danh sách và đưa vào sổ vàng của ngôi chùa Hải Sơn và cũng đã ngày đêm đã cầu an cầu siêu rồi. Và cũng đã lại thế thu ấn, vì những ai có tên này thì thầy Quảng Tâm sẽ sướng những cái tên này là lại sám hối thế cho quý vị. Vì Quảng Tâm nghĩ rằng là ơn nghĩa là xin nguyện đền, thì Quảng Tâm cái ơn nghĩa này xin nguyện đền và xin nguyện làm tròn bổn phận cư mục vị trụ trì để sử dụng cái đồng tiền cho đúng vào mục đích. Nhân là cầu nối làm đúng cái mục đích của mình đem đến với chùa, thì thầy là người nắm giữ cái này thì phải chi tiêu làm sao cho nó hợp tình hợp lý và đúng với mục đích làm ngôi chùa. Thì đó thì cái Quảng Tâm cũng có một chút phước đức là có con đứng ra làm, và con cũng có một chút phước đức là người làm cầu nối, và tất cả các mạnh thường quân cùng góp có một chút công đức vào đó để
chúng ta tạo nên một cái mái nhà tâm linh để ban tặng cho đời, đem lại cái sự tu tập cho cả đời. Nên ở đây hôm nay thực sự Quảng Tâm là rất lòng, vừa mừng mà vừa lo về trọng trách của Quảng Tâm phải nhiều hơn, và làm sao cái đồng tiền này có ý nghĩa, và làm sao cái đồng tiền này phải sinh ra công đức để cho tất cả mọi người có cái niềm tin. Vì trong giai đoạn này thì quý vị thấy rằng là rất là khó khăn, nếu như mà nhân chứng không có, quý vị không có niềm tin và nhân chứng không có niềm tin được Quảng Tâm thì quý vị không gửi vào. Vì trong giai đoạn này trên mạng xã hội thì lan truyền ra những cái mạnh thường quân, nhiều khi cũng biết là mính biết rọt đuôi đầu như thế nào, thật hay giả, nhưng mà đã có những cái tiếng nói lên làm cho ảnh hưởng đến tất cả các cộng đồng mạng rất nhiều. Nên từ kiểu đó là thầy trò mình cần phải cố gắng làm sao mà làm đúng mục đích, đúng ý nghĩa và rõ ràng từ đồng tiền này, để cho các mạnh thường quân người ta họ có yên tâm và họ cũng vui và hoan hỷ với cái đồng tiền của mồ hôi nước mắt của họ bỏ ra có giá trị, có ý nghĩa. Thì đây là một lần nữa Quảng Tâm xin cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đóng góp vào tài khoản của nhân chứng, và cũng đã đóng góp vào tài khoản riêng của Quảng Tâm để Quảng Tâm có chi tiêu và sinh hoạt trả tiền thờ trong thời gian 5 đầu tháng vừa qua. Và hôm nay Quảng Tâm một lần nữa xin cảm ơn nhân rất nhiều đã băng qua 5-6 cái số để đến với ngôi chùa Hải Sơn để giao cái số tiền của mình thường quân như thế này. Thì Quảng Tâm xin cảm ơn thay thế cho chùa, xin cảm ơn nhân và cảm ơn tất cả những người đồng hành, và đặc biệt là cảm ơn tất cả các mạnh thường quân. Giờ Quảng Tâm xin cả năm chung bằng hát một bốn câu hát để dân tặng cho quý vị ha. Dạ. Cảm ơn đời, cảm ơn người cho con cơ hội nói lời tri ân. Cảm ơn vô lượng hóa thân, trải con tim rộng dệt ngang tráng kinh. Hôm nay là cái trái tim rộng quý vị dệt muôn ngàn tráng kinh ha. Đây là kinh là lý thuyết, mà đây cái việc làm là thực hành. Mình nghe kinh thì cũng hướng dẫn con người là bỏ ác làm lành, tu tập, hướng đến con đường giải thoát và gieo trong cái phước đức. Thì đó là trong kinh lời Phật dạy là phải, quý vị là Phật tử phải gieo trong phước đức, hoặc là con người chúng ta phải gieo trong phước đức. Thì hôm nay quý vị làm như thế này là quý vị đã thực hành cái lời Phật dạy qua những lời thuyết kinh. Nên những cái việc làm nhỏ như thế này, một cái cử chỉ dễ thương như thế này đã tạo muôn ngàn trang kinh. Một lần nữa xin cảm ơn cả quý vị rất nhiều và cảm ơn nhân chứng rất. Dạ. Thì nhân cũng sẽ để lại địa chỉ của chùa cũng như là thông tin liên hệ với thầy Thích Quảng Tâm để cho quý Phật tử, quý bà con gần xa có thể là liên hệ với thầy. Và đồng thời thì danh sách nhân cũng đã có gửi cho thầy rất là cụ thể như thế này. Quý mạnh thường quân, quý Phật tử nào có những thắc mắc gì cũng có thể gọi cho thầy để xác minh ha. Danh sách nhân lập rất là cụ thể rồi. Còn cái danh sách ở đây là danh sách mà quý mạnh thường quân ủng hộ vào buổi phóng sanh chiều nay. Thì cái này nhân sẽ công khai trong nhà chiều hôm nay và cũng sẽ nhờ thầy cầu an cầu siêu rồi hồi hướng công đức cho quý mạnh thường quân ở đây luôn. Thì ngoài ra thì chương trình nhân đi Nha Trang lần này thì cũng sẽ ghé qua trang viên hoa hồng của chị bé B, nhân cũng sẽ trợ duyên ở nơi đó. Ở trong những ngày sắp tới thì tình hình dịch bệnh cứ ổn định như thế này thì nhân có thể là nhân sẽ sắp xếp và nhân sẽ tiếp tục đi những chương trình nhân thông tin luôn là ở chùa Bửu Hoa Sơn ở Di Linh Lâm Đồng, chùa Long Viên ở Bến Tre, chùa Bảo Đức ở Bà Rịa Vũng Tàu. Tạm thời thì nhân cũng không nhớ hết, nhưng mà cơ bản là những sự trao gửi của quý mạnh thường quân thì trong thời gian tới nhân sẽ hoàn thành nếu như tình hình dịch bệnh cứ ổn định như thế này, còn nếu như bùng nữa thì cũng phải bó tay thôi. Dạ. Thì cũng xin thông tin mọi người hiểu. Không, bây giờ cho thầy Quảng Tâm nói thêm vài câu là thực sự nhưng các mạnh thường quân mà của nhân chứng là dễ thương quá. Thực sự những người mà ví dụ họ chưa biết mặt thầy Quảng Tâm, chưa biết chùa, nhưng mà qua sự giới thiệu của nhân YouTube của nhân chứng đưa lên thì đều những người hướng về là đều là những người là rất là dễ thương và là những người đó là cộng sự gọi là lâu dài, chứ không phải chỉ cộng sự một lần. Suốt thời gian mấy tháng vừa qua thì khi công trình gì xảy ra thì Quảng Tâm cũng đều chia sẻ và họ cũng đều chung tay góp sức. Đó là một cái điều mà những người mà mạnh thường quân của nhân chứng phải là rất là dễ thương, nói chung ai cũng là dễ thương hết á. Và rất là nhẹ nhàng, có nhiều người làm mà không cần ảnh danh, không cần tên. Đó là một cái điều mà gọi là đúng là cúng dường ba la mật, bổ thí ba la mật. Mà
Rồi cũng những người mà có nhân sách này thì Quảng Tâm nghĩ rằng là cái nhân sách cũng là tốt, vì để cho Quảng Tâm có cơ hội để cầu an, để Quảng Tâm cũng trả một phần công đức cho quý vị và trả một phần cái ơn nghĩa cho quý vị. Nên quý vị cứ sẵn lòng, đừng có ngại rằng đưa nhân sách, cứ đưa nhân sách để Quảng Tâm biết, để Quảng Tâm hồi hướng là một. Và thứ hai, Quảng Tâm khỏi bị ai nấy, vì mình ai cho mình cái gì mà mình biết tên và biết cái địa chỉ người đến. Vì Phật dạy nên nhất kể công đa thiểu thường bị la xứ, là khi mình ăn một giọt cơm này, một hạt cơm này, mình phải biết ở đâu mà đem đến. Thì hôm nay Quảng Tâm nhận được gần 300 triệu này, thì Quảng Tâm phải biết từ đâu mà đem đến. Thì để Quảng Tâm phải biết rằng là phải cảm nhận được và tri ân được và hồi hướng được tất cả những cái việc làm của quý vị. Và lúc đó thì mới hồi hướng đến cho tất cả mười phương tam bảo chứng minh và gia hộ, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Và cầu nguyện cho đại dịch Covid sớm qua đi. Và đặc biệt nữa là cuộc sống này thì mình rất là ngắn ngủi. Qua cái đợt đại dịch vừa rồi, mình thấy cái đồng tiền nó như khi nó cũng trong đời sống, đồng tiền rất là ý nghĩa, rất là một phương tiện để giúp cho mình trong cuộc sống. Tuy nhiên qua đại dịch vừa rồi thì mình mới thấy là cái mạng sống và sức khỏe của mình nó mới giá trị nhất. Vì có nhiều người họ để lại một cái gia tài sự nghiệp rất là lớn, nhưng mà khi Covid đến thì họ không bất ngờ, họ không đi ra ngoài, không tiếp xúc ra, tự nhiên vẫn bị nhiễm và chết trong một cái cấp thời. Nên có những người họ điện thoại cho thầy Hồng Tâm nhờ thầy Hồng Tâm cầu siêu và làm trai tăng tại chùa, chứ ở Sài Gòn không làm trai tăng được. Thì chính vì lẽ đó thì mình thấy rằng là qua cái đại dịch vừa rồi, mình cảm thấy là cái giá trị của cuộc sống và cái tình thương nó mới nhân lên gấp bội. Và còn nếu không có cái đó, chúng ta cứ lao đầu vào làm ăn và lao đầu chúng ta ít thì quên vào cái sự mà cái nhân nghĩa. Nên qua cái sự đại dịch đó nên mình thấy cái giá trị con người với nhau giá trị hơn. Và đây là đặc biệt một nhân cử chứng cụ thể ha. Đúng là nhân nghĩa ha. Thôi vậy thì thầy trò mình kết thúc ở đây. Và chiều hôm nay thì mời mọi người sẽ đồng hành với nhau cùng phóng sanh ha. Rồi mô Phật. Rồi cảm ơn quý vị rất nhiều.